À, Hậu Nguyễn Thủy nè cả nhà. Xin chào anh Cây Lộc Vân nha. HO đang có hoa này nè, có nụ nè. Phú Thọ. Cả nhà nhìn cây nè. Cực đẹp nha cả nhà nha. Cái lô này là cái lô hồi xưa Xuân mua 20 tỷ nè. Hơn 20 tỷ chứ, 22 tỷ nhưng mà Xuân ghi tắt là 20 tỷ. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Tất cả những người mà nói lan treo bờ rào đúng không ạ? Thì hầu như là họ sẽ không có cây lan nào. Tại vì họ sẽ không biết quý trọng. Đúng không ạ? Còn đây những cái nhà có theo dõi fanpage của Xuân thì cả nhà sẽ thấy được năm ngoái Xuân mua một cái lô nằm trong Phú Thọ của Đức Đại Phát rơi đến 22 tỷ đúng không ạ? Và Xuân cứ chăm thôi. Chăm và lấy số lượng bù cho cái vấn đề tuột giá đúng không ạ? Đó. Thì còn những ai nói lan bây giờ treo bờ rào với lan cho bò ăn thì thua rồi. Những người đó thì miễn bàn. Những người đó thì hầu như là vào bình luận hoặc Xuân thấy xuất hiện ở trên bài của Xuân thì hầu như là Xuân chặn hết. Xuân chặn luôn và không tìm hiểu nữa. Không tìm hiểu người đó là ai nữa. Tại vì Xuân có một cái suy nghĩ rất là riêng. Tất cả những cái gì đó đóng góp cho thị trường lan va của chúng ta, đó là chúng ta không giúp được gì thì thôi, thì chúng ta hãy đóng góp toàn bộ những cái lời nói mang tính chất tích cực. Như vậy là chúng ta đã và đang đóng góp giúp cho thị trường rồi, đúng không ạ? Xin chào Duy Đường Tăng. Cảm ơn em Lê Bảo Trân nha. Sáng mai ghé thưởng thức cà phê nha Lê Bảo Trân ơi. Hồng Yên Thủy nè. Xin chào Xuân Trần. Cảm ơn cả nhà đã tặng Xuân sao nha. Xuân từ trước giờ cũng nhiều người tặng sao, Xuân không biết tặng sao sẽ được gì hay không, nhưng mà cứ được tặng là vui rồi. Đẹp không cả nhà? Cực đẹp đúng không ạ? Cố Hương. Cố Hương. Đây là Như Ý. Nàng Thơ nè. Người đẹp Bình Dương. Người đẹp Bình Dương mới nở lại khá là đẹp đúng không cả nhà? Ủa hoa mới ngắt. Julie Bảo Minh. Để ốc sên nó cặp. Cái đó Bảo Duy mà, đúng không? Xuân xin chào gần 900 người đang xem nha. Bảo Duy. Còn cái key nhỏ nó đâu kia hả? À. Nàng Thơ. Cô Hương. À, Hậu Hoa Bói. Cả nhà thấy không ạ? Cảm ơn Lan Rừng 60 nha. Xin chào Kiều Thiện. Cái diện tích cái vườn này của Xuân thì hơn 200 mét thôi cả nhà. Hơn 200 mét vuông thôi. Cả nhà nhìn thấy dàn kỳ đẹp không? Dàn kỳ cực đẹp đúng không ạ? Và cả nhà ơi. Ủa cái này
Hồng Yên Thủy mà nó sung nó ra kỳ nè. Ra kỳ trên thân nè. Đang đi ngọn mà nó ra kỳ luôn nè. Cả nhà ơi, cả nhà ấn theo dõi trên cái fanpage Lan Vang Nguyễn Lâm nha cả nhà nha. Cái fanpage đó Xuân có tan ở trên bài của Xuân á. Anh Lan Vang Nguyễn Lâm là cái người sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp cho cái vườn ở tại 45 Huỳnh Văn Nghệ nha cả nhà nha. Gấu. Gấu trúc đây. Ủa đây bạch tuyết nè. À bạch tuyết con trúc. Gấu đây ăn kia hả? Hồng mùng lai. Này yếu quá. Ừ. Cái cắt ra được một cây này. Dạ. Cái này làm mông gốc vô đây nè. Chuẩn chuẩn bị để nối rồi. Với hơn 100 triệu dân. Đúng không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà có nói đúng không ạ? Có nói là Xuân chưa nói đến Á Hậu nha cả nhà nha. Xuân đang nói đến Phú Thọ thôi, với HO thôi, Hồng Yên Thủy thôi, đúng không ạ? Cả nhà nói bây giờ nhiều, nhiều nhưng mà nhiều bao nhiêu so với lại hơn 100 triệu dân. Và cả nhà thử đi ạ, đúng không ạ? Thử đi xung quanh cả nhà được bao nhiêu người chơi lan, đúng không ạ? Xung quanh cả nhà được bao nhiêu người chơi lan. Mà trong khi đó là cả nhà có nói lan cho bò ăn, đúng không ạ? Lan ví như rau muống. Thì cả nhà cũng nên suy nghĩ lại. Và cả nhà cũng nên nên thay đổi, thay đổi tư duy và thay đổi cách chơi. Xuân ví dụ nha, do cái giọng của Xuân không được tốt cho nên là Xuân không thường xuyên lên live để gặp mọi người được. Bây giờ cả nhà thử đi. Thay vì, đúng không ạ, chúng ta có 2.000 nhà vườn, đúng không ạ, 2.000 nhà vườn. Và chúng ta trải qua 2 năm mùa dịch và chúng ta khựng lại tại đó, chúng ta không có phát triển được nhà vườn nữa. Cái nhà biết không ạ? Cái thời cách đây 6 năm về trước, Xuân bắt đầu biết đến cái cây lan phi điệp. Hồi đó là nó chưa có phong trào chơi lan rộng rãi như bây giờ đâu nha cả nhà nha. Cả tỉnh Bình Phước, Xuân đếm trên đầu ngón tay những nhà vườn. Cả nhà chia sẻ bài giúp cho Xuân nha. Đếm trên đầu ngón tay thôi cả nhà. Đó. Mà cả nhà biết không? Đến chúng ta phát triển cái thời điểm đó là Xuân nắm được là khu vực miền Tây hầu như chưa có nhà vườn nào luôn đó. Mãi về sau này Cần Thơ có anh Nguyễn Tiến Lên đó, và đến bây giờ thì có một cái rất là phấn khởi, đó là 63 tỉnh thành trên toàn quốc hầu như chúng ta đã phủ được toàn 63 tỉnh thành, hầu như tất cả các tỉnh thành cũng tỉnh nào đó cũng đều có nhà vườn đó, cũng đều có nhà vườn. Và chúng ta trải qua 2 năm mùa dịch, chúng ta bị khựng lại đó, chúng ta không phát triển được nhà vườn mới, rồi chúng ta không phát triển được cái đam mê, đúng không ạ, để đưa cái lan phát triển rộng rãi thêm đó. Và cả nhà đang sai một cái, thôi đi anh để em nói chuyện. Cả nhà đang sai một cái gì cả nhà biết không ạ? Đó, cả nhà đang cố, đúng không ạ, những nhà vườn và nhà vườn chia sẻ giống cho nhau đó. Nhà vườn này chia sẻ giống cho nhà vườn kia, và chúng ta gói gọn ở tại 2.000 nhà vườn. Xuân đăng ví dụ 2.000 nhà vườn nha đó. Thì đồng nghĩa với rằng như thế nào ạ? Cây lan càng ngày càng lớn lên, đó ạ, chúng ta càng ngày càng nhân giống được, mà chúng ta không phát triển được nhà vườn mới. Thì đồng nghĩa như thế nào? Cái giá nó sẽ càng ngày nó phải càng xuống, đúng ạ. Bản thân Xuân, đúng không ạ, thì Xuân sẽ không nhập thêm HO nữa, trừ khi Xuân xin lỗi nó bị cái mạng nha cả nhà nha. Đó, do trời mưa. Đó, Xuân đang nói tới cái vấn đề mà cả nhà đang đi sai hướng. Chỉ có 2.000 nhà vườn thôi, và cả nhà chỉ có cố mua bán cây cho nhau, đúng không ạ, cố trao đổi giống cho nhau, và chỉ giới hạn 2.000 nhà vườn. Thì đồng nghĩa với rằng sao, cây lan càng ngày càng lớn ra lên mà chúng ta nhân giống được, thì đồng nghĩa với rằng cái giá nó phải tụt xuống. Và ở đây đó, cái kênh livestream, cái kênh phát triển nhà vườn mới là cực kỳ quan trọng, mà cả nhà đang đánh quên nó. Và cả nhà, những cái nhà vườn thực thụ để có cây, để mua cây về chăm sóc và để nhân giống và để chia sẻ, đúng không ạ, ít. Và
những cái người mà đi chợ là nhiều. Mà đi chợ thì cả nhà biết rồi, đúng không ạ? Đó. Cũng chịu vây quanh, có nghĩa là đi các nhà vườn và cố gắng mua, cố gắng ép làm sao trong cái mùa dịch. Đó. Mà những nhà vườn người ta không bán được cây, ép giá càng thấp càng tốt. Để làm gì ạ? Đó. Tại vì á, là những người đi chợ người ta đang nắm được á, là nhà vườn A đang thiếu bỏ gì, đúng không ạ? Đang cần mua kỳ bỏ gì. Và cái những người đi chợ đó, đúng không ạ? Người ta biết cái nhà vườn kia, không cần biết là nguồn bỏ gì đó chuẩn hay là không chuẩn. Nhưng mà ok, bây giờ ví dụ giá thị trường bây giờ là đang là 500 triệu cây hoặc 200 triệu cây. Tôi làm sao mà tôi ép được, có nghĩa mua 100 triệu càng tốt, mà mua 50 triệu càng tốt. Đúng không ạ? Thì đồng nghĩa với rằng như thế nào? Nó kéo theo cái sự mất niềm tin, và nó kéo theo cái thị trường đi xuống. Đó. Ở đây, đúng không ạ? Chúng ta muốn phát triển được thị trường thì đồng nghĩa với rằng giờ chúng ta đi, đúng không ạ? Chúng ta cần cái giống gì chúng ta cứ đi trực tiếp đi. Nha cả nhà nha, đi trực tiếp của các nhà vườn để cùng nhau giao lưu, đúng không ạ? Chúng ta vừa học được cách chia sẻ nè, giống nè, chăm sóc cây nè, rồi kinh nghiệm nè, kinh nghiệm chăm sóc của từng vườn nè. Và trong khi đó chúng ta lại mang tính chất đi và được gặp gỡ, được giao lưu. À, mà Xuân ví dụ bản thân Xuân, Xuân đang không có kia khăn vân đi, đúng không ạ? Xuân đâu cần nhà ấy. Ủa cần gì nhà ấy trời, mình cũng chơi lan mà, đúng không ạ? Mình tự tìm hiểu, mình biết được là nhà vườn nào đang có khăn vân, đúng không ạ? Mình đi thẳng tới nhà vườn đó, đúng không ạ? Xem trực tiếp cây, đàm phán trực tiếp giá và gặp gỡ giao lưu, đúng không ạ? Và đưa về cái kia theo chính mắt mình nhìn, đúng không ạ? Chính tay mình nghe được cái nguồn gốc đó, mình đem về, đúng không ạ? Thay vì bây giờ cả nhà ngồi, cả nhà chờ, cả nhà đợi, rồi cả nhà đặt câu hỏi lan chừng nào lên giá, đúng không ạ? Thì cả nhà bước đi đi, đúng không ạ? Cả nhà bước đi đi, cả nhà tự tạo thị trường đi, cả nhà tự phát triển cái ngành lan của mình đi, cả nhà tự đưa cái cây lan của mình tới những người chơi mới đi, đúng không ạ? Đó. Và Xuân đã làm đó. Trong cái thời gian trước mà cái giọng Xuân còn tốt á, Xuân làm rất là tốt, đúng không ạ? Xuân lên livestream và Xuân phát triển được rất là nhiều những nhà vườn mới. Xuân nói ví dụ đợt vừa rồi Xuân vải lên livestream thì Xuân mới gặp được những nhà vườn mới, đúng không ạ? Và cái nhà biết rồi, những nhà vườn đã có lượng HO Phú Thọ thì họ sẽ không mua nữa, đúng không ạ? Và chỉ có trên cái kênh livestream như thế này, chúng ta được nè, được chia sẻ bài nè, đúng không ạ? Được có cái lượng tương tác nè, và chúng ta sẽ gặp được những cái người, đúng không ạ? Người ta đang tìm hiểu về lan đó. Và cái kênh Facebook nó cực kỳ hay nha cả nhà nha. Hay lắm. Ví dụ cả nhà ngồi nói chuyện với nhau thôi, cứ ngồi nói chuyện với nhau, và cả nhà đang bàn tán về cái con nhộng ong đi đó, con nhộng ong ở Tây Bắc á đó. Cả nhà chỉ cần nói chuyện với nó thôi, tự nhiên ngày mai trên cái Facebook của cả nhà họ sẽ tự động nó sẽ nổi lên cái gì mà nhộng ong Tây Bắc, hoặc là cả nhà nói về đuông dừa đi đó, con đuông dừa là tự nhiên ngày hôm sau hoặc là ngày hôm sau nữa là trên Facebook của cả nhà, trên cái trang cá nhân của cả nhà lướt, cả nhà sẽ thấy đó, tự nhiên nó sẽ hiện lên cái con đuông dừa đó. Nó hay lắm cả nhà. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng giữ cái kênh livestream của mình. Cả nhà cứ tạo fanpage nè, rồi trên trang cá nhân của cả nhà nè, cả nhà cứ lên livestream giống Xuân đó, và giống những anh em đang làm, thì đồng nghĩa với rằng như thế nào ạ? Tối hoặc ngày cả nhà xem những cái cung thời gian nào đó, cả nhà rảnh cả nhà sẽ lên livestream và cả nhà nói chuyện chia sẻ về những cái hướng tích cực nhất của thế giới lan của chúng ta đó, và cả nhà chia sẻ những kỳ, đúng không ạ? Những cái kỳ lan đó. Và cả nhà biết rồi, những người mua HO của họ của cả nhà sẽ là những nhà vườn mới đó, sẽ là những cái đam mê mới nha cả nhà nha, sẽ là những cái đam mê mới đó. Và tuyệt nhiên Xuân
Xuân có hy vọng rằng là tới đây tất cả chúng ta đóng góp toàn bộ những cái gì tích cực nhất nha cả nhà nha, toàn bộ những cái gì tích cực nhất từ những cái bình luận của cả nhà cũng vậy, chúng ta bình luận theo hướng tích cực nhất đó. Đối với Xuân thì cây lan nó sẽ gắn bó với Xuân cả đời nha cả nhà. Cả nhà thấy rồi đúng không ạ? Tới đây Xuân sẽ cố gắng đi cắt cái bullet của Thanh Quản, và Xuân sẽ về, Xuân sẽ lên live thường xuyên. Như ngày hôm nay nói chuyện với cả nhà mà nói lâu, nói nhiều thì đồng nghĩa rằng là ngày mai Xuân lại bị mất tiếng đó, điều đó là điều chắc chắn. Cho nên là cũng khá là lâu rồi Xuân không lên live để có thể nói chuyện với cả nhà. Ok, bác Phạm Văn Cường chốt eo cá sấu, xin chào Đạt Nguyễn nha, xin chào Quỳnh Tạ, xin chào Đỗ Nhất. Và Xuân hy vọng rằng thị trường lan nếu như chúng ta đoàn kết và chúng ta đóng góp những gì tích cực nhất cho thế giới lan của chúng ta thì cái thị trường này sẽ phục hồi khá là nhanh nha cả nhà nha. Xuân nghĩ rằng phục hồi khá là nhanh và cực kỳ nhanh đó. Xuân hy vọng rằng tới đây thì chúng ta sẽ truyền cảm hứng của tất cả những cái gì của cả nhà đang có với cái tình yêu nghề, tình yêu cây, tình yêu hoa lan. Chúng ta đưa toàn bộ những gì tốt đẹp nhất tới với những người bắt đầu tìm hiểu về lan, hoặc người ta đang tìm hiểu và người ta chưa sẵn sàng tiếp cận, thì bây giờ chúng ta sẽ giúp cho những người đang yêu và đang tìm hiểu về lan hoa để họ có thể là được tiếp cận về cây lan hoa nha cả nhà nha. Thay vì giống y như chúng ta kinh doanh một cái mảng bất động sản đúng không ạ, cả nhà tới cả nhà tìm hiểu ở cái thị trường bất động sản đó, cả nhà nghe thấy xì xào, nghe thấy là chuẩn bị ở đây chuẩn bị nó vướng quy hoạch rồi tới đây rồi ở đây rồi nó gần bãi rác rồi gần nghĩa địa hay vân vân đúng không ạ, thì đồng nghĩa với rằng cả nhà có mua cái chỗ bất động sản đó không ạ, đúng không ạ? Nhưng cả nhà tới cả nhà nghe toàn hướng tích cực tới đây cái mảnh đất này đúng không ạ, nó bám sát khu nghiệp đó, tới đây nó cái mảnh đất này nó thuộc khu dân cư hiện hữu, cái mảnh đất này tới đây là nó chuẩn bị nó làm một con đường đó, đường sắt Bắc Nam hoặc là một cái đường cao tốc gần đây đó, tới đây giao thông thuận tiện nè, rồi dân cư tập trung đông đúc nè, rồi mình mua cái miếng đất bất động sản này sẽ như thế nào đó. Thì bây giờ thị trường lan cũng vậy đó, thay vì những người đang tìm hiểu về cây lan đột biến đó, họ nhìn vô những cái trang cá nhân của cả nhà đó, họ nhìn vô những cái bình luận của cả nhà, họ thấy đó, anh em lan đoàn kết, anh em lan toàn là những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì tích cực nhất đúng không ạ, thì họ mới có niềm tin đúng không ạ. Đó, còn bây giờ họ đang tìm hiểu mà vô họ thấy toàn là đấu đá xâu xé nhau với là toàn là thứ âm binh gì đâu không à, thì cả nhà biết rồi đúng không ạ, chúng ta làm mất niềm tin cho khách hàng, chúng ta làm mất niềm tin của những người yêu lan đúng không ạ. Và trong khi đó cả nhà cứ kêu nhà vườn này nhà vườn kia, cứ kêu ông này ông kia là phải cứu thị trường, phải thế này thế kia, nhưng chính cả nhà đang vùi dập nó đúng không ạ, chính cả nhà đang vùi dập nó đó. Cho nên Xuân nghĩ chúng ta nên bắt tay lại, nên đoàn kết, và chúng ta nên xây dựng, chúng ta đi từ một cái đơn giản nhất, đó là ngôn từ đó, cái ngôn từ của chúng ta phát ngôn ra, cái từng cái bình luận của chúng ta mang chiều hướng tích cực hết, thì Xuân nghĩ thị trường nó sẽ khởi sắc thôi nha cả nhà nha. Và chúng ta đừng ngồi nữa, đừng ngồi chờ nữa, đừng ngồi đợi nữa cả nhà, bước đi, đứng dậy đi và chúng ta đi đi nha cả nhà nha. Cùng nhau đúng không ạ, đưa cây lan hoa đi xa hơn đúng không ạ. Và ở đây Xuân nhấn mạnh là cùng nhau nha cả nhà nha, cùng nhau đúng rồi. Bác Phạm Văn Cường ơi, Xuân Xuân nhường điện thoại lại cho Lan Hoa Nguyễn Lâm chịu trách nhiệm toàn bộ cái vườn lan của 45 Huỳnh Văn Nghệ, cơ sở 2 của Xuân, để được gặp gỡ giao lưu với cả nhà một chút nha.
chút nữa Xuân sẽ lại nói chuyện với cả nhà. Do bây giờ mà Xuân mà nói nhiều và nói dai thì chút ngày mai là Xuân mất giọng luôn. Giờ hiện tại giờ giọng lại hơi hơi có một chút gì khàn khàn rồi nha cả nhà nha. Rồi, xin chào cả nhà nha. Em là với tên là Lan Văn Nguyễn Lâm và tên chứng minh nhân dân là Nguyễn Duy Lâm. Em đang là trực tiếp tại vườn 45 Hồng Nghệ của Xuân Hoa Lan Bình Phước. Xin chào cả nhà, hôm nay là sẽ gặp rất nhiều anh em mới và mới biết em. Và đây là vườn em đã trông coi trong vòng hơn từ hồi tháng 3 năm ngoái. Thì hôm nay Xuân live stream và chia sẻ giới thiệu với đến với cả nhà. Vườn lan hiện tại đây là khuôn viên được xây dựng ở trên sân thượng tầng 3 cả nhà nhé. Tầng 3 thì bốn mặt đều là thoáng, không bị che gió, không bị che nắng. Và đặc biệt cái môi trường của Lan Ba là cũng như là lan phi điệp của chúng ta là nguồn gốc từ là lan rừng. Nên chúng ta phải ưu tiên về môi trường sống của nó. Chúng ta làm sao cho môi trường sống nó gần như là gần giống trong rừng nhất có thể. Đúng không cả nhà? Ví dụ chúng ta đưa về thành thị đây là bao gồm là sắt thép rồi bê tông rồi nóng nực rồi khói bụi. Nó sẽ không giống với môi trường ở trong rừng. Nên chúng ta hãy chu cấp hoặc là làm cho nó được có một cái môi trường thật là tuyệt vời nhất. Trong khi đó thì phân bón thì cả nhà cũng là gần như là phụ, nhưng mà cũng rất là quan trọng để chúng ta làm kinh tế, đúng không cả nhà? Nếu mà chúng ta sử dụng phân bón mà không đúng cách, sai cách thì dẫn tới những thiệt hại cực kỳ đáng tiếc. Xin chào anh trai Di Cẩn nha. Đây giới thiệu với cái nhà vườn lan thì lô này em chăm sóc cũng hơn một năm rồi. Đây là lô 22 tỷ của Xuân được Tết năm vừa rồi. Hiện nay những cái kia và mầm gốc đang lên rất là đẹp. Năm cánh trắng Phú Thọ cả nhà nha. Kia rất là đẹp. Mở lá rất to. Kia đa số là kia toàn như là hơn kia 10cm không à. Và mở lá. Thân lá rất là to. Đây là năm cánh trắng HO. Còn đây là cái dãy hồng yên thủy. Hồng yên thủy này là em không có kẹp, cũng không có cố định. Em để cho nó thả thòng tự nhiên và nó phát triển cực kỳ tốt và rất là đều. Toàn bộ hồng yên thủy vườn em là vượt đông của tháng 12 năm vừa rồi nha cả nhà. Dạ đúng rồi, vừa rồi thị trường cũng sẽ cũng ấm và ổn định lại thôi nha cả nhà ơi. Hết sâu bệnh thì cây sẽ phát triển thôi. Dạ đúng rồi, cây lan phi điệp chúng ta rất là kỵ về vấn đề thối nhũn rồi nấm bệnh virus, nên chúng ta cần hết sức cẩn thận về để phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh nha cả nhà. Tụi chúng ta sẽ phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Thì như ở vườn em là phòng bệnh là hàng tháng là em có thường xịt là cấp tăng để phòng nấm và mancozeb để cung cấp cái hàm lượng mancozeb. Mancozeb là mangan và kẽm nha cả nhà. Thì hai cái khoáng chất đó nó sẽ giúp cho cây được tốt nhất. Và trong đó cung cấp canxi thường xuyên. Canxi và magie. Và thì cái bài là cái ví dụ như cái môi trường mà vấn đề mà tưới thì em cũng rất hay nhắc đến em rất là nhiều lần. Ví dụ như vườn em nè, thì một ngày em chỉ tưới đúng một lần vào một buổi sáng. Thì cái buổi sáng đó khi sau khi mà nắng lên á, em sẽ nhìn ra là em sẽ nhìn trời nắng lên hoặc trời hôm nay có mưa, coi thông báo dự tiết thời tiết như thế nào là em sẽ tưới. Hoặc nếu mà trời âm u thì em sẽ tưới trong vòng 5 phút thôi. Còn nếu mà trời quang mây tạnh mà khô ráo nguyên một ngày á, em sẽ tưới tầm khoảng 9 phút cho đến 10 phút. Thì một ngày em chỉ có một cửa tưới. Dạ. Còn về chế độ phân thuốc là em chủ yếu là phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Cây lan thì nếu mà chúng ta sợ nó cưng quá mà tưới nhiều quá cũng không tốt cho cây nha cả nhà. Em gặp rất nhiều trường hợp anh em hỏi tại sao vườn thối rất là nhiều nhưng mà không hiểu lý do tại sao. Tưới tắm thường xuyên lắm nhưng mà anh ấy là không để ý đến cái trạng thái độ ẩm của vườn. Thí dụ như vườn em hôm nay mưa đúng không, đây mưa hết ướt hết vườn đây.
thì ngày mai em sẽ cắt nước. Đấy, còn ngày mai nếu mà tiếp tục mưa thêm một lần nữa em vẫn tiếp tục cắt nha cả nhà. Em cảm nhận thấy là cây lan ba mình hay là cây lan phi điệp cũng như là cây lan rừng ở trong rừng của mình ấy, nó cần độ ẩm nhiều hơn là cần nước cả nhà á. Em thấy nó cần độ ẩm nhiều hơn là cần nước. Đây em soi cho cả nhà xem vườn nha. Đây là khu vực dành riêng cho khách. Đó. Khu vực này là chỉ những cây của khách gửi tại vườn. Đây là hồng yên thủy ạ. Hồng yên thủy vườn em vượt đông rất là nhiều và thắt ngọn rất ít. Đây em sẽ soi những cái cây của khách nha cả nhà. Hồng mỹ nhân. Và đây là kỳ. Và đặc biệt em chích kỳ hồng mỹ nhân này em sẽ sử dụng một cái tỷ lệ em hay gọi là tỷ lệ riêng của em á, là hồng mỹ nhân là em sẽ dùng bằng cách là pha với kỳ pro, pha với nước. Pha với nước, nước đó là em sử dụng là nước tiêm cho người nha. Nước tiêm cho người chứ không có sử dụng nước lọc hoặc là nước không nước 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 vòi đâu. Thì cái nước tiêm đó nó sẽ là mang tính chất là vô trùng. Khi mà chích vào cây thì cây sẽ không có vấn đề gì cả, nó không bị nhiễm trùng và không bị thối. Thì tỷ lệ pha của cái nước tiêm cũng như là Kibro đó là sẽ một giọt Kibro là em phải pha với ba giọt nước. Thì sau kết quả chích của hồng mỹ nhân á thì tỷ lệ hoa tỷ lệ ki nó lên nhiều hơn, tỷ lệ ki đạt hơn. Đây bên đây em cũng có một cái chậu hồng mỹ nhân mà khách gửi em chăm. Mọng gốc lên nó đẹp. Đây ki, đây khúc này em chích đây. Lên 2 ki. Còn khúc trên đây thì em đi băm ươm rồi. Và hồng mỹ nhân đặc biệt thì em lại thích đi băm ươm hơn. Băm ươm lên ki khỏe lắm cả nhà. Hồng mỹ nhân đi băm ươm lên ki khỏe lắm. Còn hồng yên thủy thì làm ki danh thân vô tư. Cảm ơn cả nhà nha. Hôm nay lần đầu tiên lên livestream của bạn Nguyễn Thanh Xuân, em hơi bị hồi hộp. Tân Bình có che mưa. Dạ không, cái vườn này em hoàn toàn không che mưa. Vườn này là em để chỉ che và phủ bằng lớp lưới. Lưới là lưới đài 70. Và không che mưa nha. Hello, xin chào cả nhà. Hình như là vẫn bị ẩn bình luận. Hình như là vẫn bị ẩn bình luận đúng không cả nhà? Cả nhà có thể là cho Xuân, mỗi người cho Xuân một chấm đúng không ạ? Một cái chấm ở bình luận để Xuân xem thử coi là có bị ẩn bình luận nhiều không ạ? Xin chào Bảo Kiên Nguyễn, xin chào Đinh Vinh. Và xin chào cả nhà yêu Lan. Cảm ơn cả nhà đã tặng Xuân đến 999 sao nha. Cảm ơn cả nhà nha. Đây Xuân đang có một cái cây HO, cây hiển quanh đang có 1 hoa, 2 hoa, 3 hoa, 4 hoa, 5 hoa, 6 hoa, 7 hoa, 8 hoa. Đang có đến 8 hoa. Bất vất Phú Hưng Hoa Lan ơi, lâu rồi Xuân cũng không có cân, cũng không biết là mình lên bao nhiêu ký nữa. Nhưng mà khả năng là lên cân, Xuân cảm thấy ì ạch. Khả năng là lên cân nha cả nhà nha. Rồi, thấy Nguyễn Văn Khôi hình như bị ẩn bình luận khá là nhiều. Mấy cái Phú Thọ này anh không cho ăn phân gốc hả? À không cho ăn phân gốc kìa. Rồi bị ẩn bình luận. Xuân Nga rất lâu rồi mới lên like đúng không ạ? Xuân sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái một thôi nha cả nhà nha. Một kỳ một thôi.
cái nhà đại xuân một tẹo, xuân coi coi. Xuân sẽ chia sẻ một cây quốc dân, chắc chắn là bị ẩn bình luận. Thì nếu như mà có ẩn bình luận nha cả nhà nha, sau bài like thì nếu như Xuân không nhìn thấy bình luận của người chốt đó, thì hiện tại bây giờ là Xuân sẽ lên một cái cây nam anh trắng hiển quanh, đang có một hoa, hai hoa, ba hoa, bốn hoa, năm hoa, sáu hoa, bảy hoa, tám hoa và một mầm gốc khá là đẹp nha cả nhà nha. Đó. Xuân sẽ lên cái cây nằm trắng hát cô và Xuân sẽ để vô cả nhà. Xuân sẽ để vô cả nhà nha. Và nếu như mà có ẩn bình luận thì cả nhà có thể là nhắn trực tiếp cho Xuân nha cả nhà nha, nhắn trực tiếp cho Xuân và giá để cho cả nhà sưu tầm và cả nhà có thể là được ngắm nam anh trắng hiển quanh. Và Xuân chỉ lên một chậu duy nhất cho bà La ngày hôm nay. Ủa cái chậu kia chậu gì anh? Đăng hoa kìa. À Phú Thọ. À Phú Thọ hả? Chắc chắn là bị ảnh bình luận cho Xuân không có thấy, Xuân không có thấy cái bình luận nào hết á, bị ẩn nha cả nhà nha. Rồi, chậu nam trắng hiển quanh, cái mầm gốc này chắc được 10 cm. Cái thân mẹ là 2, 4, chắc được 50 nha cả nhà nha, 50 phân. Và đang có những cái nụ khá là khỏe, khá là đẹp. Xuân để cho cả nhà cái cây nam trắng hiển quanh như thế này. Xuân thích số 5 cho nên là Xuân để cho cả nhà với giá là 5,5 triệu nha. Và để một chậu duy nhất cho tối ngày hôm nay. Nếu như may mắn Xuân nhìn thấy một cái bình luận nào đó của cả nhà chốt số điện thoại và giá thì Xuân sẽ chốt luôn. Còn không có thì chút nữa xuống like, tại vì Xuân thấy ẩn bình luận rồi. Chút nữa xuống like thì ai là cái người liên hệ cho Xuân, đúng không? Ai là người liên hệ cho Xuân và Xuân sẽ chốt cho người đó và gửi về cho cả nhà để cả nhà có thể là ngắm cái nụ của nó và ngắm hoa nam anh trắng hiển quanh trực tiếp nha cả nhà nha. Nhắc đến cái cây nam anh trắng hiển quanh thì hầu như nó cực kỳ là khó hoa, đúng không? Khó hoa. Nhiều nhà vườn, hầu như là Xuân chắc chắn nhiều nhà vườn không được ngắm hoa nam anh trắng hiển quanh trực tiếp đâu cả nhà ơi, nha cả nhà nha. Rồi, chắc chắn là bị ẩn bình luận rồi. Máy khác cũng không nhìn thấy luôn đúng không? Hai người. Rồi, Xuân hứa cả nhà tới đây ngày mai Xuân đang bận công việc của quán. Thì ngày mốt Xuân sẽ đi cắt cái bu lít thanh quản và Xuân sẽ cố gắng dưỡng làm sao cái giọng thật tốt, xong rồi Xuân sẽ thường xuyên lên live để gặp cả nhà và để giao lưu với cả nhà nha cả nhà nha. Xuân sẽ đưa tới những người bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu để ý đến cây lan, sẽ đưa tới cho cả nhà những cây quốc dân, những cái kỳ lan, đúng không ạ? Những cái kỳ lan làm sao để cho cả nhà có thể là tiếp cận tới cây lan ve và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau nha cả nhà nha, sẽ cùng nắm tay nhau để phát triển thị trường, để giúp cho cây lan ve chúng ta vươn xa hơn, lan xa hơn, đi xa hơn và đi rộng hơn nha cả nhà nha. Xuân chúc cả nhà có một buổi tối thật sự là ấm áp và chúc cả nhà luôn luôn có niềm tin vào thị trường lan ve chúng ta. Xuân hy vọng rằng là tới đây, đúng không ạ, thị trường ấm hơn và chúng ta sẽ được đi, đừng ngồi nữa cả nhà, chúng ta hãy đi và chúng ta cùng nhau giao lưu, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển, cùng nhau làm sao, đúng không ạ, đưa cây lan ve chúng ta thành một cái ngành, đúng không ạ, kinh tế mũi nhọn. Cảm ơn Thanh Tú đã tặng Xuân 75 sao nha. Có comment đó nhưng mà không hết. Có cái này.
Thỏ Hồ Thu lô 22 tỷ này bán lô đó có được 250 triệu không em? Bác có cái suy nghĩ đó thì thua rồi, đúng không ạ? Cho dù được bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà Xuân vẫn đang sắp xếp cây cối rất ngăn nắp và chăm sóc, đúng không ạ? Rất là kỹ càng chứ Xuân chưa hề treo bờ rào, đúng không ạ? Đó, về, đúng không ạ? Hiển nhiên Xuân chăm cái kỳ lên đẹp như vậy, Xuân chia sẻ mọi người vẫn có người mua, đúng không ạ? Vẫn có người mua và Xuân cứ lấy số lượng để bù cho thuộc giá thôi. Đó. Còn cả nhà biết rồi, đúng không ạ? Cả nhà mua cái cây xong á, cả nhà mua xong cả nhà đòi lãi liền, liền tay. Cả nhà mua xong, đúng không ạ? 1-2 tháng là cả nhà đòi lãi gấp đôi, gấp 3, gấp 4 thì chịu rồi nha cả nhà nha. Và ở đây cả nhà phải xác định, cả nhà phải xác định nó có, phải có lộ trình nha cả nhà nha. Phải có lộ trình cho nó. Và nghiễm nhiên Xuân mua cái lô đó là 22 tỷ. Bác Trịnh Văn Hùng ấy có nha. Cái chậu em vừa mới live stream ấy, em vừa nói đó. Và nghiễm nhiên đúng không ạ? Xuân chăm 1 năm, chưa được thì 2 năm, 2 năm chưa được thì 3 năm, 3 năm chưa được thì 5 năm, đúng không ạ? Và cứ vậy thôi, chăm và có kỳ và cứ vậy chia sẻ với mọi người thôi, đúng không ạ? Và Xuân chắc chắn rằng là 1 năm, đúng không ạ? Xuân chưa thu lại được tiền thì 2 năm, 2 năm chưa được thì 3 năm. Và chắc chắn 3 năm sau thì Xuân sẽ thu lại được tiền, đúng không ạ? Đó, và sẽ thu lại đủ cái số tiền Xuân đã đầu tư. Đó, miễn là phải có niềm tin. Và Xuân đã xác định cái lan nó sẽ gắn bó Xuân đến cuối đời rồi, đúng không ạ? Thay vì bây giờ cả nhà làm kia ra, cả nhà chia sẻ, cả nhà chưa thu lại được cái vốn đó. Đó, sau 1 năm thì cả nhà cứ chăm thôi, chăm nó thành tác phẩm, đúng không ạ? Từ những cái kia, từ những cái mắt ngủ nó nhỏ như thế này, đúng không ạ? Cả nhà chăm lên nó thành một cái chậu 2-3 mét. Cả nhà có thể làm một tác phẩm hoa, cả nhà có thể bán được 5 triệu, 10 triệu cho một chậu đó, đúng không ạ? Đó, và cứ vậy là cả nhà thu tiền thôi. Và cây lan nó gắn bó cả nhà cả đời mà, chứ đâu phải là bây giờ cả nhà đầu tư cái xong bắt đầu là một vài tháng sau là cây coi như là cả nhà phải thu vốn để lấy lãi đâu. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải xác định đó, cái này không phải là môn chơi nữa mà cả nhà xác định nó là một cái nghề đi đó, và nó gắn bó cả nhà đến hết đời đi đó, thì đúng không ạ? Chúng ta phải đặt niềm tin vào nó, chúng ta phải có lộ trình cho nó để chúng ta phát triển nó nha cả nhà nha. Đó, nói như cái nhà đúng không ạ? Năm ngoái Xuân mua cây Vĩnh Khang 68 tỷ đúng không ạ? Đó, và Xuân đã từng live stream và Xuân đã từng cho cả nhà xem cái giao dịch của Xuân, từng cái chuyển khoản một của Xuân đó, và cái chuyển khoản cho Đức Đại Phát đó, đó cũng là sự thật đó cả nhà. Nếu như cả nhà mà có thể điện cho Đức Đại Phát hoặc nhắn tin cho Đức Đại Phát, có phải là ông Xuân Hoa Lan Bình Phước có giao dịch cái mã Bạch Tuyết 2 mấy tỷ đó, Phú Thọ 2 mấy tỷ đó hay không, đúng không ạ? Đó, đơn giản thôi, xác định cây lan nó gắn bó với Xuân cả đời chứ không phải 1 ngày 2 ngày. Cho nên Xuân nói rồi, đúng không ạ? Ở đây chúng ta chơi và tới đây, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải nói cho người chơi đó. Chúng ta chơi chúng ta phải có lộ trình cho nó, đúng không ạ? Và Xuân chắc chắn với mọi người rằng đó, cả nhà cứ mua kia Phú Thọ như thế này, bây giờ một kia như thế này nó rơi vào tầm 100k, đúng không ạ? Cả nhà chăm đến cuối năm nó thành một cây 1 mét, cả nhà làm hoa, cả nhà bán chẳng lẽ không được 200-300k, đúng không ạ? Và cả nhà đầu tư cái gì mà từ 100k như thế này, bây giờ cả nhà chăm lên một cái cây như thế này, đúng không ạ? Đó, đến cuối năm cả nhà có thể là bán được gấp đôi, gấp ba, đúng không ạ? Cái nhà đầu tư bất động sản không thể, chuyện đó là chuyện không thể, đúng không ạ? Và cái nhà đừng có nói là các anh lớn đẩy giá, thổi giá, không có chuyện đó đâu nha cả nhà nha. Cả nhà phải nên biết rằng khi thị trường, đúng không ạ? Khi cái thị trường cái cung, đúng không ạ? Nó không đủ cho cầu thì đồng nghĩa bằng ra giá nó phải lên, đúng không ạ? Và cả nhà thấy rồi, trải qua 2 năm mùa dịch, chúng ta không đi lại được, không giao lưu được, đúng không ạ? Lúc đó mạng sống của cả nhà còn đang lo nữa. Mà cả nhà đòi giá lan lên thì lên kiểu gì, đúng không ạ? Và đến bây giờ là cái lúc chúng ta đang cần, đúng không ạ? Cần xây dựng thị trường. Và chúng ta đang cần, đúng không ạ? Một cái gì đó bền vững cho thị trường.
Thì bây giờ chúng ta nắm tay nhau lại đi, đúng không ạ? Và chúng ta phát triển nó để tạo cho nó là một cái ngành, đúng không ạ? Một cái nghề đó. Còn những ai mà không có niềm tin, những ai mất niềm tin thì phải chịu thôi, đúng không ạ? Phải chịu thôi thì tự động cuộc chơi nó đào thải thôi nha cả nhà nha. Và cả nhà thấy rồi, hiện tại thì cái thị trường của chúng ta rất là xáo động, đúng không ạ? Và rất là nhiều những cái thành phần người ta trà trộn vào, những thành phần lừa đảo họ trà trộn vào và họ đánh vào cái lòng tin của cả nhà, đánh vào cái lòng tham của cả nhà nha cả nhà nha. Chẳng có cái bảo duy nào mà mấy trăm ca cả nha cả nhà nha. Kiếm đâu ra bảo duy mấy trăm ca, đúng không ạ? Cả nhà ham rẻ, cả nhà mua thì cả nhà chịu rồi, chịu chết rồi, đúng không ạ? Đó. Và chẳng có cái vĩnh khang nào mà rơi vào một vài triệu hết, đúng không ạ? Cho nên là ở đây cả nhà cũng phải là tiền trong túi cả nhà, đúng không ạ? Không có ông nào kề dao kề cổ để kêu cả nhà là phải móc tiền túi ra hết. Cho nên là ở đây không có đổi thừa nha cả nhà nha. Và ở đây chúng ta phải sáng suốt trong cái lựa chọn của chúng ta, sáng suốt trong khi của cả nhà đầu tư nha cả nhà nha. Xuân hy vọng rằng là tới đây cả nhà nắm được cái lộ trình và chúng ta xây dựng lại niềm tin để chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng nhau phát triển thị trường nha cả nhà. Xuân xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào một ngày gần nhất. Khi Xuân cắt được xong cái bullet thanh quản rồi, Xuân sẽ lên live thường xuyên gặp cả nhà. Bye bye cả nhà.